QĐUB ngày 28 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thành lập Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức và hoạt động theo điều lệ hội đã được thông qua tại Đại hội thành lập Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 và 8 tháng 9 năm 1981. Căn cứ điều lệ của Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh quy định ở chương 3, điều 5 và 6 về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp hội viên. Căn cứ hội nghị ban chấp hành Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2013 đã nhất trí kết nạp một số hội viên mới. Chủ tịch Hội âm nhạc quyết định điều 1 kết nạp các nhạc sĩ, ca sĩ có tên trong danh sách đính kèm vào Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2, Chánh văn phòng Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và các nhạc sĩ, ca sĩ có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Trần Long Hợp đã ký. Và sau đây xin được đọc danh sách và xin mời các nhạc sĩ và ca sĩ ta bước lên phía trên. Nhạc sĩ Lê Thanh Hoàng, nhạc sĩ Chu Công Cương, nhạc sĩ Nguyễn Thị Ẩm Tý, nhạc sĩ Ngô Nam, ca sĩ Thanh Sử, ca sĩ Lan Anh, ca sĩ Minh Trang, ca sĩ Lê Anh và ca sĩ Thắng Ngọc. Xin mời các nhạc sĩ và ca sĩ ta bước lên phía trên. Em đã quay luôn á, anh chụp cho em. Xin trân trọng kính mời nhạc sĩ.